nghe nếu mà người muốn nghe bài gì. Ý là này, cái bài có một cái bài hát rất là hot, nhạc bật nhá, bài này hot nè, bật một chút. Bài này hot ghê ha, Hồng Kông 1. Lúc đầu em cũng nghĩ là bài này của sắc tên lạ kỳ vậy, sao Hồng Kông 1 Việt Nam, sao không đặt là Việt Nam 1 mà đặt là Hồng Kông 1. Xong hóa ra mình biết là Hồng Kông 1 có nghĩa là không còn. Bài này cũng hay. Nếu mà những ai mà đến Jessie ngày mai thì Eric sẽ hát bài này, Hồng Kông 1. Sáng nắng chờ một điều gì kỳ như lúc ban đầu, và giờ em không thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao anh dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Những năm tháng phải nhòa, nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tin yêu xa vời. Thế là oh baby, hôm nay em đến, nhưng nắng đâu còn tiếp ta gọi mời. Gió âm thầm lướt qua muôn đời. Đi ai đi ai, vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng sơ sáng lời mật ngọt còn thật đi, em vừa sang nắng đợi chờ một điều dịu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì chung chẳng để làm gì. Đâu phải cho em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ, những năm tháng phải nhòa. Nếu đóa hoa hồng trước kia chưa về, nhanh hương tình thoáng trên cổ về, anh hứa rằng rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành, nhưng đó mà là giấc mơ không thành.